Nằm trên địa bàn Khe Sao, thuộc xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, cách thị trấn Đồng Lộc 10 km, thành phố Hà Tĩnh 16 km. Hợp tác xã nông nghiệp Khe Sao gây ấn tượng với những ai đặt chân đến đây vào thời điểm này bởi sắc vàng tươi của những đồi cam đang vào độ chín. Sắc vàng góp phần điểm tô cho bức tranh kinh tế của vùng quê bình yên Sơn Lộc thêm phần rực rỡ khi đông về. Khu vực đất đồi Khe Sao vốn có nhiều thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả có múi, nhất là cây cam. Thực tế, những năm qua, người dân địa phương cũng đã biết khai thác, nắm bắt lợi thế về điều kiện tự nhiên và các cơ chế chính sách để trồng cam. Tuy vậy, dù cam ở đây có hương vị ngọt thanh đặc trưng, tạo được thương hiệu với người tiêu dùng, nhưng việc tiêu thụ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh. Bởi vậy, khi Hợp tác xã Nông nghiệp Khe Sao ra đời vào cuối năm 2019, đã thật sự mở ra hướng đi mới cho sự phát triển loại trái cây chủ lực của vùng đất Khe Sao. Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp Khe Sao đã thu hút được 10 thành viên tham gia với diện tích 15 hectare. Trong đó có một vườn ươm cây giống. Hợp tác xã cũng xác định mục tiêu xuyên suốt là trồng cam theo quy trình Việt Gáp, nghĩa là sử dụng hoàn toàn bằng phân hữu cơ thay thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, phát triển thương hiệu cũng như bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường xung quanh. Hợp tác xã đã xây dựng cho mình một quy trình từ khâu chọn giống cho đến là làm đất trồng cây và thu hoạch. Thì trong cái quá trình đó, hợp tác xã chỉ sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và loại bỏ hết thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Và bên cạnh đó thì khi mà quả cam lớn thì hợp tác xã sẽ tiến hành bọc bằng túi bọc quả hoặc là trùm lưới, đảm bảo là trong cái quá trình chuẩn bị thu hoạch thì không sử dụng đến bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào hết. Ý thức được những lợi ích to lớn từ việc trồng cam theo quy trình Việt Gáp, 100% thành viên của hợp tác xã đều có ý thức chủ động tìm hiểu và nâng cao kiến thức về kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc cam, nhất là kỹ thuật trồng cam theo hướng nông nghiệp sạch. Khi cam bắt đầu bước vào giai đoạn chín, tỏa mùi thơm, thì cũng là lúc nhiều loại côn trùng sẽ bay vào vườn để châm chích. Vì thế, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Khe Sao đã phải sử dụng nhiều biện pháp như bắt sâu vào ban đêm, bọc túi, răng lưới bảo vệ cây. Vì vậy, chất lượng cam đồng đều, màu quả đẹp, không bị rụng nhiều như những năm trước. Cũng nhờ đầu tư chăm bón đúng kỹ thuật nên 15 hectare với hàng ngàn gốc cam của Hợp tác xã Nông nghiệp Khe Sao đều phát triển tốt. Trung bình mỗi gốc cam cho thu hoạch khoảng 3 yến. Nhiều cây khỏe phát triển tốt còn có thể cho năng suất đạt tới trên 1 tạ. Ước tính sản lượng cam năm nay của Hợp tác xã đạt trên 280 tấn. Đi cùng với niềm vui về những vụ mùa bội thu ấy của người nông dân là niềm tin yêu và sự tin dùng của người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều khách hàng đến với Hợp tác xã Nông nghiệp Khe Sao bởi niềm tin về một sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và bởi chất lượng, hương vị cam, thơm ngọt, đặc trưng. Tôi đã trực tiếp tới Hợp tác xã Nông nghiệp Khe Sao và đã thưởng thức món cam ở nơi đấy. Ví dụ như cam sẽ có vị ngọt và thanh, thì đã để lại cho mình cái vị ngọt hầu khi mình thưởng thức xong mùi cam ạ. Trực tiếp mua tại đây thì chúng tôi nhận thấy được rằng trong quá trình canh tác của anh thì anh đảm bảo ít hóa chất độc hại. Vì vậy quả các chất lượng của cam sẽ an toàn hơn và ngon hơn. Vị cam ở đây rất nhiều vị, giống như ngoại vị ngọt bình thường thì có những loại sẽ hơi chua thanh thanh. Đó là đặc trưng của cam Hà Tĩnh, cam Khe Sao ở đây. Và đấy cũng là một điểm đặc trưng để tôi giới thiệu về với cả mọi người ở ngoài quê. Mọi người ngoài này rất thích cam ở đây. Là những người nông dân hai xương một nắng trên vườn đồi, hơn ai hết, các thành viên hợp tác xã hiểu rằng muốn xóa nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống, thì cách tốt nhất là người nông dân phải làm chủ được khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Chính vì thế, khi đã ứng dụng thành công quy trình Việt Gáp vào trồng và chăm sóc cam, họ lại từng bước tìm hiểu và tiếp cận với cách làm của sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.
hợp tác xã cũng có cái mục tiêu đó là sang năm thì sẽ liên kết và sản xuất chuyển đổi 2 hecta sang trồng theo hướng hữu cơ. Mong muốn của hợp tác xã khi tham gia vào cuộc đó là đưa cả thị trường sản phẩm cam khai giáo đến người tiêu dùng và được nhiều người biết đến hơn. Rõ ràng khi chất lượng cam được khẳng định, sản phẩm của hợp tác xã không còn bị thương lái ép giá. Thay vào đó, nhờ biết giữ chân khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm, nên cam của hợp tác xã đều được đặt hàng, được thương lái đến tận vườn thu mua. Giờ đây, cam Khe Giao không chỉ bó hẹp ở thị trường trong tỉnh mà đã vươn ra thị trường các tỉnh lân cận, thậm chí còn được vận chuyển đến những thị trường xa như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển cam Việt Gáp, hợp tác xã nông nghiệp Khe Giao không chỉ nỗ lực để nâng cao chất lượng sống, mà còn chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới trên vùng quê bình yên, Sơn Lộc.